Nhà Tuyền á thì có 4 người nhưng mà sở thích ăn uống á thì mỗi người mỗi kiểu, được chia làm hai phe. Tuyền là một mình một phe nha, còn mấy cha con nhà họ Lua là một phe thì cũng là cơm nhà nhưng mà nó lạ lắm mọi người. Định nghĩa cơm nhà của mấy cha con nhà họ Lua là cơm được nấu ở nhà và do là mình nấu nhưng mà hoàn toàn không có cơm nha, toàn là ăn mì thôi mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm mì ý cho ba cha con nha. Tuyền có mua thêm xúc xích nạn chút mình chiên lên. Mì sau khi mà mọi người luộc khoảng tầm 15 phút thì đã chín rồi, mọi người vớt ra. Rồi các em mình rửa sạch lại với nước lạnh chút xíu cho mì nó săn lại nghe. Một cái là cơm nhà này chỉ cần có một món thôi là mấy cha con ăn được rồi, không cần đến ba món đâu. Tuyên sẽ chiên xúc xích, rồi mình sử dụng cái chảo đó luôn, mình phi thơm tỏi với lại tôm. Của mấy bạn nhỏ thì Tuyền đã băm nhuyễn, còn ông Hí thì Tuyền để nguyên con luôn nghe. Mình cũng sử dụng thêm cái hộp cà chua này mà người ta đã đóng gói sẵn luôn đó mọi người, dành cho cái mì ý á. Mọi người nêm nếm lại vừa ăn á thì mình có thể tắt bếp rồi. Của các bạn nhỏ thì Tuyền sẽ múc ra để riêng, khi nào về á Tuyền mới cho mì vào. Phần còn lại thì Tuyền sẽ cho mì vào đảo đều lên khoảng từ 1 đến 2 phút là được rồi hàng. Cái này thì phần của ông Huy. Hơi chua nha. Này phải thêm miếng đường. Hôm nay á thì Tuyền chỉ nấu đơn giản một món vậy thôi, còn mình thì ăn cái này đây. Ai biết món này là món gì không ta? Tuổi thơ của Tuyền đấy. Cái này là củ ấu á mọi người. Ở bên Malaysia họ cũng ăn cái củ này luôn, nhưng mà Tuyền không biết là họ chế biến kiểu gì nha. Tuyền thấy nên mua một ít về ăn. Hơi thúi nha. Có mùi thúi thúi nha. Thúi thiệt nha. Ui rồi ôi, cắn vô một cái nó muốn gãy răng luôn á. Ban đầu bày đặt rồi nói là món ăn tuổi thơ đồ hen, mà giờ không biết cắt ăn kiểu gì luôn. À, hình nán khay nè. Tuyên hỏi chồng là ăn cách nào mà ông cũng không biết đường ăn luôn mọi người ơi. Nói vặt lộn cả buổi Tuyền mới lấy được miếng vậy nè mọi người. Nhìn bên ngoài xấu xí đen đen nhỉ hen, chứ bên trong nó trắng tươi rồi mọi người. Ăn giống như là khoai mì vậy đó, nhưng mà nó dẻo và bùi hơn. Nhưng mà thôi mệt quá chừng mệt luôn rồi. À, Tuyền nhớ lúc trước ở nhà mình ăn mình lột cái dễ lắm mà mọi người, nhưng sao giờ khó lột quá à.